Dạ, Quân kính chào cô chú anh chị và các bạn. Hiện tại thì Quân đang có mặt tại một cái dãy biệt thự bỏ hoang mà cách đây khoảng 2 tuần trước Quân có chia sẻ cho cả nhà mình xem. Phía đây thì có rất là nhiều những người cúng kiến kiểu như là xin số cầu cơ rất là nhiều luôn cả nhà. Hôm nay Quân quay ra đây nhờ được một sự chia sẻ của một người anh. Bữa Quân có gửi định vị cho anh đến đây để khám phá, nhưng mà vô tình thì anh phát hiện nơi đây có rất là nhiều điều tâm linh bí ẩn, nên hôm nay Quân quay trở lại đây cả nhà cùng với lại mấy em. Y chang là chạy giờ đi chốn tìm với một người gái. Có thì chốn tìm á, thì trên kênh tôi lúc đăng lên cũng rất là nhiều bà con gọi điện cho tôi bảo là cũng tầm 12 giờ đêm nghe những cái tiếng động thanh rất là lạ, thì kêu nhóm anh em mình đến để khám phá lại mọi người. Mình sợ là y chang là sợ như kiểu ma tâm linh như đó, nhưng mà bữa hổm mà chơi chốn tìm gì đó chạy một vòng mình xa lắm. Ủa, mấy cái hố ghê quá. Sâu quá. Này chắc mấy chục mét luôn á. Quá sâu. Đi lên trên được hả ta? Đi lên không? Đi lên. Ở đâu rồi? Cẩn thận nhanh nhanh. Chim đấy. Ô, cái đường này nó. Ôi. Ôi, mọi người. Mọi người nhìn xuống này. Đi xuống cái đường này nó giống như người đi xuống địa ngục ấy mọi người. Ôi, nước này. Nước cái hồ nước này rất là sâu nha mọi người. Anh em cẩn thận lên, trượt chân một phát xuống đây là tỏ nó. Tiêu luôn. Sâu lắm á, sâu lắm. Cái hồ này chắc phải mấy chục mét đấy. Ừ. Sâu lắm. Mình em phải lên đi. Thì ra đi cái đường kia mình ở phía trên kia kìa. Đường kia kia mình dễ đi chân hơn. Dễ đi chân. Hôm nay nhóm bọn em đi rất đông mọi người. Mình chắc 5-6 mét. Bữa hôm nay là quay thấy con cá bắt được lắm. Cũng nhắn nhủ với mọi người, đợt trước em khám phá cái nhà hoang này là cũng phát hiện là một cặp đôi nhé, dẫn nhau lên trên lầu ấy luôn đó, em bắt tại trận luôn. Mà từ cái clip kia em có quay cho bà con cô bác xem, mới có 15, 16 tuổi, không biết con cái nhà ai rồi. Hay gì bữa em đi em thấy có đậu đẹp với lại mùng mền quá trời luôn á. Ôi, thì có ai cũng khiến này. Ôi, ôi, hết rồi. Cái gì đây? Ai thăm nhang như này hả? Chứ nhìn thế thôi. Ừ. Tôi nhìn cái nhà hoang này chắc là tâm linh ghê lắm. Ừ, có thắp nhang cả nhà. Có vài cái gì này thì tôi vô cái vô đi thiếu một cái cổ cơ á. Ừ, thảo nào vậy. Vậy là chắc là tầm buổi tối 12 giờ đêm. Ừ. Người ta đến cầu cơ mà nghe như tiếng động lạ thì người dân nghe thấy mới phản ánh lên trên kênh của anh em mình đó. À, đúng không? Đúng rồi. Nghe có muốn nói cái gì đó. Ôi, 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 hay không? Có người cả nhà. Có người. Có tiếng dền của phụ nữ. Có người mấy anh này. Cả nhà. Có người. Hai thằng em chạy thời gian đi. Đâu mày? Quên, kia đâu mày? Quên. Đâu mày? Nó chạy rồi. Bỏ anh em mình vô đi. Vô đi. Vừa chạy cả nhà. Anh em mình vô coi phụ nữ sao rồi. Sao không giữ nó rồi em? Không, nó bỏ chạy rồi. Chạy nhanh quá à. Nó có cầm dao không nữa. Đi đi đi. Cầm dao. Cầm ở dưới á. Đi mình tiểu ảnh, cái nữ đây. Ủa, sao vậy em? Sao xin nhỉ? Có sao không vậy chị? Em cần gì không? Không. Không. Rồi. Đây bé. Có cái này. Anh đuổi nó đi bé, không sợ. Có gì nói anh này. Không. Sao? Mấy anh là ai nhớ? À, nhóm bọn anh đi khám phá nhà hoang ấy. Nhóm bọn anh là đi khám phá mấy tâm linh ấy, thì tự nhiên đi vô trong này vô tình thấy
Em với cả hai người kia là bạn hả? Hay là gì mà tại sao vậy? Em không biết, em không biết là ai chứ. À, sao nó khóc vậy ông? Hả? Sao nó khóc vậy? Thì nãy anh nhầm gì hai thằng thanh niên kia đấy. Nó hai thanh niên không biết làm gì, tôi thấy nó nhảy như khỉ. Ờ, nhảy như khỉ. Đúng không? Nó làm gì nữa? Ừ em, nó vô đây nó xin trái cây ăn hả? Ừ, vô đây làm gì em? Muốn gì em? Làm sao? Làm sao kể? Hên đấy nha, bọn anh đi khám phá mà hên là gặp được bọn anh ấy, bọn anh giúp nó. Bọn anh đuổi nó đi rồi. Nhưng mà em biết hai nó ở đâu không? Đâu? Chúng nó đã làm gì em chưa? Quay đây cho con. Quay lại đây cho anh coi nào. Cũng hên là mấy anh tới kịp. Ừ. Rồi ôi. Sao cái áo biết vậy? Sức đầm lơ nó không? Cái này là chắc nó bị nó ấy rồi. Chắc bị một thằng rồi, hai thằng chắc một thằng nó ấy em rồi đúng không? Mà sao không ở nhà trọ hay nhà cửa nhà thứ em ở đâu mà sao đi ra đây ở? Em giờ không có về nhà đâu. Làm sao? Lý do? Kể cho anh, bọn anh biết có gì bọn anh giúp cho. Em đi quê, ấy quê em lên. Em đi kiếm việc làm á, còn bị người ta gặp, bị môi giới nó bán em á. Em ban đầu á là xin vô quán cà phê bình thường làm thôi, rồi cái bà kia mới chỉ em á là quán cà phê đó chỉ vân bê bình thường, rồi có tiền ba nữa ăn lai gai, rồi lương tháng thì để đó, giờ đến tháng thì lãnh lương, hàng ngày có tiền ba lai gai, nghe cũng ham nên là em mới đi rồi cuối cùng bị tụi nó bán em vô quán đó, mà em không có chịu làm nên là tụi nó mới đánh em rồi được đuổi em. Em khó khăn lắm mới trốn được. Em không biết đi đâu, em mới ra đây nè. Vậy là hai cái thằng đó là ở chỗ massage đến kiếm em hả? Em không biết nữa, em ở đây rồi, không biết tụi nó sao kiếm được chỗ này. Hai cái thằng đấy là tôi nghĩ là chắc bảo kê của con bé về sao không rồi. Nhưng mà nó giang hồ hôm nay thôi. Chắc bảo chắc dàn bảo kê á. Ừ, nãy ông tới bắt bé về á. Ngồi nãy ông thì nó cầm ấy. Nó hình như hồi nãy nó cầm có ở trên tay. À đấy, cây hàng ấy. Ừ, nó cây hàng. Ừ, á. Cầm hàng mà. Ừ. Cười rất là dâm nha. Trời ơi, nhìn cái ghê lắm. Nhưng mà hai người đấy đến để kiếm em hay có mục đích gì không? Mục đích là đưa em về hay là mục đích nữa? Còn một cái mục đích nữa? Em cũng không biết nữa. Em đang vừa mệt vừa buồn ngủ vừa hấp tấp định ngủ. Tụi nó chạy vô làm em cũng táo quả, em cũng hết hồn. Em cũng không biết chuyện gì xảy ra nữa. Vậy là anh nghĩ mấy thằng đấy nó tính thê chết luôn. Để ông biết tại sao nhìn người con bé trắng trẻ như này dễ thì nó bỏ qua cơ đúng không? Vắng người như này đấy. Ừ, chỗ này vắng người. Hay là cái bà quán nước ngoài đầu đường á, bà kêu là có con bé nó giống như con bé này. Thì đấy, nãy tôi vừa nghe phát là tôi gọi bọn ông chạy đến ngay đúng không? Tại là anh em mình ngồi uống nước á, nghe nói là có con bé đi vô trong này ở trong này mà mới vô. Đó. Mà số con bé này cũng hay mà gặp anh em mình đi hôm nay rồi vô đây gặp đi trong trễ tí xíu là tiêu rồi. Trễ tiêu luôn chắc luôn đấy. Xíu nữa là xong đợi con gái rồi. Thì nó đã làm gì em chưa? Tụi nó định làm mà em cũng sợ em em mới la lớn lên. Ở đây thì em cũng sực nhớ là không có ai. Nhưng mà không biết tại sao tụi anh cũng vô cũng may mắn. May mắn chứ. Không là xong rồi ấy, hai thằng nó trồng cây chuối nữa. Cái anh này là anh hiệp sĩ nổi tiếng ở đây mà em. Ừ, nhóm của anh thì thế, hiệp sĩ lớn nhất ở thành phố ấy, em yên tâm, có gì anh giúp, bảo anh giúp cho. Đang sợ, anh em ngoài từ từ, đang sợ. Từ từ. Vì nhà cửa quê quán gì nhớ đâu không? Quê em ở miền Tây á. Miền Tây tỉnh nào? Em ở An Giang. Em 27. 27 tuổi. 27 hả? Ủa em có chồng con đi chưa? Chưa.
Chưa có chồng thì mới đi làm nghề này chưa? Ăn uống gì chưa? Ôi, nhìn tội quá nhỉ. Còn nước không? Anh lấy nước cho uống. Em ở đây lâu chưa? Mấy bữa. Ông vô cũng ra lấy nước cho nó đi. Ông hơi tội nhỉ. Ra lấy nước cho nó uống đi chứ để nó. Anh có một ly nước này em mới uống rồi đấy. Anh mới kêu về thôi, chưa uống đâu. Lấy nước cho bé nó uống để cho nó đỡ sợ, bình tĩnh đó, để nó bình tĩnh đó. Rồi anh em mình tiếp tục hỏi. Thì nó đang còn sợ á. Thương quá trời. Anh mới uống nước, mới kêu nước mà chưa uống đâu, vừa nghe tiếng cú ớ một phát là anh chạy anh giúp em luôn rồi đó. Nè. Nghe em. Ui giời. Sao người toát mồ hôi ra rồi? Hả? Sợ hả? Vậy là ban ngày là ông đi làm, còn nửa đêm là ông xuống ông giúp đỡ em đúng không? Không, ông có xuống nửa đêm, có khi ông xuống dắt mày, có khi kiều kiều ông xuống mua về cho ăn. Hay là mấy cái ông cũng sốc rồi. Thế này, thế thì em được hai ông lão quan tâm như thế thì còn gì? Thật. Sướng quá. Quá sướng. Ừ, tối ngủ thì hai ông có xuống đuổi mũi cho em không? Ít lắm. À, ít hả? Ít nhưng mà cũng có đúng không? Thôi thì lên thì lên. Xuống ở thăm thôi, xuống ở thăm môi thì cho em thôi. Thế thì bọn anh yên tâm rồi, thì có khi mà bọn anh không có ở đây thì có hai ông lão xuống đuổi mũi cho em thì cũng đỡ. Có người bảo vệ em, canh em ngủ cũng được. Nhờ. Đỡ hơn mấy thanh niên kia đến kiếm em. Nhìn tội nhỉ, mặt nó hơi mặt. Hồi nãy giờ anh em có để ý hai thằng niên kia không tới quay lại đâu? Tôi chưa thấy. Em chưa thấy đâu. Nhưng không thấy hả? Không. Anh em mình chia mấy đường, nãy mấy ông đi ở ngoài đúng không? Tôi ở trong này chưa thấy. Anh ấy giải tuốt cho mày kia đó mà không biết có quay lại rồi. Thế anh em sợ chưa? Anh em đông quá sợ. Sợ yếu. Nhiều lúc. Sân thượng anh em chưa lên đúng không? Cái sân thượng chưa. Nó chạy ra ngoài mà. Chạy ra ngoài mà. Nhưng mà tôi nghĩ mấy ông, anh em mình cái đội hiệp sĩ to lớn nhất thành phố Hồ Chí Minh chắc nó không dám quay lại đâu. Có ong nó dí rồi. Ong quá. Em bị chích ở đâu? Chích ngay chân. Ong quá. Nãy con ong nó phệt anh hai phát ở mắt. Sướng thịt đau giật chi. Vậy là hồi nãy là nó tính tới đây nó bắt em về á hả? Bắt em về lại hả? Em chỉ biết là tụi nó lại muốn dở trò với em thôi, còn cụ thể chính xác là gì thì em không biết. Lúc mà tụi nó đang muốn định bắt em thì mấy anh vừa tới. Ôi, thiếu nữ đó, ông lão, ông lão. Ông lão này. Ông lão. Này, lão à. Nó mới lên lậu, nó mới lên lậu. Ông lên lậu, lên lậu, lên lậu, lên lậu, lên lậu. Ông lão đi lên lậu. Ông lão là cái ông lão, ông ở trên lầu đấy đúng không? Còn ông? Có mấy ông nữa mà ông gì nữa đó. Nghe ông đấy phải 60-70 tuổi rồi đó. Vậy sao biết mà có mấy ông lão ở đây mà chui vô đây ở? Tức là bọn em biết là ông dụ bé này à. Tức là hai ông ở trên này, con bé ở dưới à. Rồi tối hay là ban ngày thì cũng hai ông xuống hỏi thăm con bé ăn ngủ thế nào à. Đuổi mũi cho em hiểu rồi. Dạ sao anh em mình tính sao? Chắc một hồi nữa hỏi rồi đi, anh em mình đi ra mua cho nó một cơm ăn. Sáng giờ họ đang ăn uống gì đâu, nhìn thấy cũng tội. Mà em thấy ở dưới này sao nhiều cá to rồi. Chị ngủ đi, không có những có mùng mền. Nghĩ là chắc là hiện tại là chắc không có tiền bạc gì luôn đó. Ông xách theo cái bao gì to rồi. Em cũng biết ông
Xong mà nãy thấy bọn anh ngồi lên combo hỏi thăm em nữa. Thấy em nghĩ là ông giả vợ là không quen biết á. Có thể là ông thấy mình đông quá ông giả vợ không biết. Đúng rồi. Nếu mà nói là quen biết là lỡ bại lộ sao? À đúng rồi. Chắc là cũng thấy bé này nhìn thấy. À ngon. Một thiếu nữ nhà hoang trắng trẻo đẹp đẽ này làm sao bỏ qua con mồi đúng không? Đúng rồi. Anh nghĩ vậy. Con mồi này là con mồi quá ngon luôn. Béo ngậy cái nó. Chắc không rồi. Các ông nhìn có phải béo không? Béo ngậy. Béo ngậy đấy. Nhìn thế này ra đường sao mà em có thể làm ấy được. Uống nước chưa đấy nhỉ? Tụi anh đi đã uống nước chưa? Uống đi em, uống đi. Uống em cứ uống bình thường tự nhiên đi. Em có đói không? Không phải sợ đâu. Bé uống nước đi bé. Khóc rồi. Khóc hả? Không. Thế anh em phải từ từ khóc. Khóc hả? Rồi có ai kìa. Đúng. Rồi có một ông lão nữa. Đúng. Ok. Có chừng đồ đạc nha anh em. Có ai chả đảo đi. Đi em đang ngoài ngồi đi. Lại đặt đồ nó chứ để đồ kia mất rồi. Được rồi. Giờ đưa em đi ra kiếm quán cơm. Đi lên qua hồ cho nó sáng đi. Em nghĩ là có thể nào là băng ngọn của tụi nó tới không? Kiếm ai vậy? Chào bạn. Em nghĩ là đồng bọn á.